Thương này đấy, đấy, thương này, thương, nào, thương thôi, không đập chó đâu nhá, thương em đây này này, lấy củ nhá, hết củ đun rồi nhá. Ăn xong mình đi làm thôi nhỉ.
rồi à hả? Ngon không? Ngon không em? Ngon kìa. Con phù phù đi. Đúng rồi. Nóng ấy. Ngon không em? Ngon không? Ông không nhìn thấy cái xe à?
này không nổi nữa. Giờ lên vai đi. Phải như thằng ấy thằng cùng này. Đâu? Nó ngọt, ông ngọt, phun nó là kéo được, thả ra mặt cái đó.
đông lắm, đông có cái tư lắm, mà phéo quá phéo lắm, đông có chục áo phơi lắm, thầy thầy mà áo phơi đắp, phéo vậy mà thầy mà áo phơi đắp, bơi với bơi lắm, còn đi lấy mạo rồi, nào, ẩu lên lấy mạo này, ai vậy? Mày con làm gì đấy? Củ mẹ đi lấy củi. Dạ. Yeah. Đi lấy củi bà. Củi đâu? Thế à? Đấy, không là bà lên ấy chửi em này. Ừ, thế à? Là nhìn lại bàn củi rồi, không có cho lấy. Bà lên nhớ một hồi không để gì à? Bà lên nhiều à? Lấy cái đồ nó em phát ở kia đấy, ừ. Ngoài đấy. Ừ. Sao bà lại nhiều à? Ừ. Vâng, bà cái này lên nhiều. Bà lên nhiều. Không có được cây củ nào đâu. Được rồi, không được cơm ấy. Anh làm nhá. Anh nhào yêu yêu cái nhở? Anh nhào nha. Thank you.
mày không có phải lo, con nào uống bắn mày không có, con nào mau bảo phải lo, cứ lo 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, em chào chị. Có việc gì đấy chị ơi? Em đến thông báo anh chị là em đến nhờ anh chị đến gia đình giải quyết việc gia đình giúp em rồi. Chị ngồi xuống để nói chuyện. Thì có việc gì thì trình bày cho chúng tôi nghe. Kể là thế này, là hôm nay mẹ chồng em bây giờ đang phá nhà cửa của em ở nhà ấy, nhưng mà em đang ở nhà ấy, đến đây rồi anh chị đến giúp em, chồng em cũng không ở nhà đi làm rồi, thì thấy bà ấy bà phá đồ đạc kiểu hỏng hết rồi, bây giờ bà dọa em là tính cho bà đốt nhà luôn, nên là em phải chạy bộ đến đây nhờ anh chị đến ngăn bà của em. Lý do sao bà lại lên phá nhà chị? Không, em không biết nữa, em chẳng làm gì sai, từ trước bây giờ bà cũng biết em kiểu mẹ chồng làng dâu, bà cũng hôm nay bà lên nhiều, em phá hạnh phúc các kiểu, là chia rẽ các kiểu đấy. Thế chồng chị đi làm, chồng chị có biết rồi? Không ạ, mọi lần thì chồng biết, nhưng mà lần này chồng em vừa đi làm khoảng bữa đi làm rồi, bà lên nhiều, như kiểu bà canh chồng em đi làm xong mới lên nhiều con dâu kiểu gì ấy. Bà ấy đuổi con dâu đi, không cho ở đấy. Còn đất các kiểu là ông cho em, hai vợ chồng em cỡ rồi. Ông cho rồi nhưng mà bà không chịu cho, bà suốt ngày bà lên nhiều. Bây giờ nhà chị ở đâu nào? Em ở đồi kia. Ở đây không? Chị ra ngoài rồi, tôi lúc ra ngoài để tôi chạy ngang hàng chị. Dạ vâng. Nghe chị trình bày rồi. Việc kia mình để giải quyết sau đi. Nhưng bây giờ đi theo chị đến để xác minh xem như thế nào. Có đúng như lời chị nói không? Dạ. Ok, chị. Đây, bà cứ lên nhớ con. Nếu không mẹ té lại con rồi đấy. Sao con to mẹ đó? Bố đồ dùng đấy. Đây, đây, là bút đồ của em đây. Đây này, đây này.
ghế vứt xuống dưới khác nhá. Đấy, ba con chó ghế các kiểu hỏng hết. Thanh con bà con để cho thanh con được cái gì nữa nhá. Đấy, con đi bà con ngay. Cháu giải quyết. Cháu không thể bao lâu được. Bắt, tém cho ăn mấy đâu. Bạn lại xén về nó, bạn dùng cái nó. À, bà đừng đi phụ chửi nữa. Đấy, bà bình tĩnh đi bà ơi. Con bảo con ăn tính rồi để vào trong cái chuyện. Bây giờ, với dùng đấy ạ. Cháu ở nhà này được phá, bà phá như thế cho người khác xem phá của bà như thế bà có được không? Có, đốt cả nhà đi ấy. Bảo không cho ở đây rồi, em vẫn còn ở đây. Anh ơi, bây giờ là đang kích động lắm, chắc phải đưa lên trụ sở rồi. Đi lắm. Tại vì bây giờ bà không, không đi đâu này khó, khó nói chuyện lắm. Đi đâu hết? Bây giờ nhớ đồng chí cho bà. Các bạn không đi à, không đi à. Bây giờ phá lại tài sản rồi, đưa bà lên trụ sở nhé. Không đi đâu, không đi đâu. Bà phá hoại cho đồ đạc này, thì gọi là phá hoại tài sản gia đình rồi, thì bây giờ chúng tôi phải đưa bà lên để lập biên bản. Cái này cũng kiểu là mẹ cũng là mẹ chồng em, mẹ cũng mẹ kiểu chồng em thì bà của cháu thì ấy, em tính vấn đề là cán bộ thì vả bà thôi. Tôi biết thế, nhưng mà xong rồi thì tí nữa chị xem anh về lúc nào thì đưa hai vợ chồng lên để nói chuyện. Có thì anh nhẹ tay nhá. Làm gì đấy? Có. Rồi. Sao đồ đạc lung tung hết cả lên thế này? Thì bà lên phá à? Phá hết đồ hỏng hết rồi. Chả biết được anh đi xong là bà lên phá luôn rồi. Thì bà đâu rồi? Bà đi em báo công an đấy, đưa đi ủy ban rồi. Phá hết này á. Bà phá ấy, bà gửi mẹ con em đi ra, không ở đây á. Bà thì báo công an mà bà bị cái anh công an bắt đi à? Vâng. Em quá em nữa. Rồi. Nói thì không nghe, không nói nổi xong là mới đi bảo anh về bắt. Báo có mấy công an về ấy, chú ý. Bà mới ấy. Bởi vì phá hết rồi này. Xong xuất nhảy lên nhíu ấy. Báo công an mà em về không kịp ăn cả cái anh kia về không kịp ăn.
nhà. Em với các anh về đến đây là bà đã đốt nhà mình đã cháy bùng bùng lên rồi. Mày kỳ vậy nhỉ? Lúc đầu là em tưởng là bà người lên chửi em thì em chửi thôi. Nhưng mà dọa đốt nhà thôi, nhưng mà em đi báo mấy anh về đến đây đúng là bà đốt nhà mình thật. Sao đốt nhà khá đủ đạt đốt cả nhà là sao nhỉ? Tạm đây thôi. Ở đây, chắc... đây chán lắm rồi, như này nản lắm rồi. Ừ. Không ấy nữa. Ôi vài. Không có chỗ đất nào ở nữa thì làm nào. Tạm đây thôi. Ở đây bà ngày nào có lên nhiều này. Được rồi, buồn đấy. Mình cố gắng đây thôi, mình lấy đâu đất ở chỗ khác nữa. Mình đi xin ai ở bây giờ. Ở đây suốt ngày bà nhiễu thì làm sao mà ở được. Bà chắc là vì các anh ấy đi này từ đây chắc là chưa rồi. Làm gì nữa đâu. Ôi anh đi à, sửa mấy cái đồ này đi. Ôi. Quá. Anh tính bảo là hai chồng mình đi xuống xem bà đã về chưa. Đi xem bà. Ôi, bà xuống này lên nhiều em kệ đi, em không đi đâu. Đi xem bà nào đã được về chưa. Anh với con đi thì đi, em không đi đâu, đi làm vườn. Thế em đi làm vườn nhá, anh với con đi xem bà về chưa nhá. Vâng. Hay là phải con cái mình đi xem bà đã bị chưa, đã chỉ cho bà làm gì. Không chấp nhưng mà em không chấp. Em đi làm việc nhé. Hai vợ chồng mình đi. Thôi em đi xem bà như nào. Hai mẹ con chồng lại vô cắn nhau này nhỉ. Thật sự đi nhỉ, đi ra nhỉ, đi ra nhỉ, đi ông xem bà về chưa nhỉ? Ôi trời ơi. Đó.
làm cho người ăn mà. Đây cho bà ra nè. Chẳng, bà bán đâu. Ủa lần nghe lên là tính cần bị nhiêu rồi. Chém đàn, có công an bắt bì đây sang áo vậy. Bộ, bố sang mà này. Nên là chúng tôi nhiễu rồi tém đoàn các kiểu nó mẹ bức lại bị theo công an mà bắt từ lá thằng xong là ra này thằng cái thằng mà nó hết thì chúng tôi nhiễu mọi gì thì công an mà bắt thì mọi gì thì tắt tay chân lại cũng chưa nên là tụi các bạn đó. Cái con này chẳng lạ. Rồi em lắng như vậy. Đồ thôi mà nhá. Nhưng mà chim kẻ là chim mẹ ọc là vô sơ là vơ. Mình còn hết cái nhé. 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 Đi về xem mẹ làm được xong chưa. Xong rủ mẹ đi. Xem bà như thế nào nhỉ. Vườn xong chưa? Em lấy cỏ xong rồi. Ừ, thế đi về đâu? Bà chưa thấy về đâu? Bà đi về á? Thế không bảo bà chưa thấy về? Bà chưa thấy về đâu? Mấy anh chưa thả về đâu? Hai vợ chồng mình đi xem bà như nào nhỉ? Em đi đâu? Đi cùng anh đi xem bà nào nhé. Kệ bà, thôi mấy anh ấy nhốt mấy hôm cho bà biết. Từ đấy anh xuống hỏi ông thì ông bảo là bà chưa thấy về. Cũng lo lo. Thôi đi cùng anh đi. Không muốn đi. Để cho các anh ấy giữ bà mấy hôm cũng được. Dù sao mình là phận con cái, bà cũng có tuổi rồi thì sợ ở trên đấy anh ấy ông bà lại như nào. Để cho anh ấy cảnh cáo bà không bà bây giờ tí mà lo cho bà về trong mai bà lên lại nhớ mà đốt đốt cả cái nhà thì đi lúc đấy ở đâu. Thôi thôi đi. Cùng vợ chồng mình đi em đón bà về nhé. Đi bà chưa về đón bà về. Thôi chín bỏ làm 10 nha. Ông bà có tuổi rồi đi. Đây, em đi ấy, đi thay ủng ấy đó. Thay áo đấy. Đang làm gì đấy? Ê, được chưa mọi người? Đi, mình đi xem đón bà về. Đi bây giờ đón bà về, mai bà nhíu anh khác ấy nhá. Rồi, bà về này, đi lần này bà về nhíu nữa là anh tự giải quyết nhá. Rồi, rồi. Bà ở đốt nhà đi, anh khác ấy nhá. Rồi, rồi. Anh nói bà xong. Không muốn đón rồi đấy. Chào anh. Thấy
bên trên có bệnh gì? Vâng, thưa anh, đây là chồng em về sáng nay, hai mẹ con em ạ. Nên là anh chị ra ngồi làm nó chắc. Việc của sáng nay là mẹ của anh thì vâng vâng, đây là mẹ của em ạ. Mẹ của anh không hợp tác lắm. Dạ, bây giờ vẫn năm đến lần ca cái kia. Có thể anh chị sang xem quên bà. Vâng vâng, em thì em đi làm nên là cũng không biết được vấn đề gia đình như nào. Lúc em về thì thấy nhà cửa toàn hoang thế này thì cũng hỏi vợ em, vợ em bảo là các anh cũng đưa lên đến ủy ban rồi, em đến lúc đây cũng xin em đưa này em về, em xin bảo anh đưa em về. Cái này bán phá hoại tài sản, chúng tôi cũng chỉ giải quyết tình cảm cho anh chị thôi. Dạ vâng. Thì chị sang nói chuyện với bà xem bà như thế nào. Anh ơi, anh cho phép em xin bảo lãnh mẹ em về anh. Thì bà cũng có tuổi cao rồi, cũng nói chung là công việc việc này mẹ chồng làm dâu thì đấy thì thôi em cũng xin bảo lãnh bà về. Thôi rồi, thế anh chị theo tôi sang bên đi để xem bà và muốn nhận bà xong chưa. Vâng. Mình làm ra đây. Em làm cho bà. Chào chị ạ. Thế có gì anh chị trao đổi với bà? Ok, bây giờ đến đây. Thôi, mẹ lần sau con lên nhiều các con đấy nhá. Hôm nay con đến là xin bảo lãnh cho mẹ về. Thôi, em xin phép đưa xin bảo lãnh bà mẹ về đấy. Là các anh tạo điều kiện giúp đỡ em. Thế xong cho bà ký vào đi. Bà ký vào đi xong là thế bây giờ bà nhớ anh chị làm anh chị con cháu cổ rồi thì bây giờ anh chị về bảo lãnh bà về thì bây giờ về xong phải thỏa thuận với con cháu như bà nhá, không lần sau thì có không lần sau nữa chúng tôi sẽ làm việc căng cho bà bắt bà đi hết. Cháu sẽ giữ bà này nhé, nên là bà về bà phải giữ kinh nghiệm. Bây giờ bà đã có sổ ở đây rồi thì bà không được nhớ con cháu nhá. Anh chị đến bảo lãnh bà rồi thì bà về cũng nhớ anh chị nhé, cho anh chị làm ăn nhé, để các cháu mà có miếng cơm làm anh chị là dẫn đưa bà về. Vâng, em bà xin phép đưa bà về nhé. Vâng, cảm ơn anh nhé. Vâng, cảm ơn anh. Đi bà đi nhé. Đi bà nhà đi, nhà đi. Con đi làm này, đi nhiều. Em cảm ơn anh chị nhá. Vâng, anh chị nhá, em về đây. Em xin đưa bà về đây. Vâng, cho công nhớ anh chị đấy nhá. Vâng. Cho anh chị làm ăn nhá. Ôi, mẹ. Bây giờ con đi làm lên nhá. Để em. Bắt cũng bị giảm à? Bị con nữa. Bắt cũng bị giảm à? 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 Bắt cũ
thế mà anh làm ăn cũng phải làm phải làm ăn đây có phải lộ mà em làm không? Trùng lắm không? Thank you.
Hôm nay mà mọc hết thì không hết nhỉ?